Ba con giáp gặp quý nhân, đổi vận đổi đời, giàu có năm 2024, nếu biết hai điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến. ở trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp gặp vận quý nhân, đỏ rực như son. À, những con giáp này có thể mở tiệc ăn mừng ngay từ bây giờ, bởi chỉ cần bước sang cái thời điểm đêm giao thừa không giờ không phút ngày mùng 1 Tết năm 2024 ấy thì cuộc sống của các bạn sẽ bước sang một cái trang hoàn toàn mới. Quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện tương trợ giúp đỡ, giúp cho công việc của các bạn được hanh thông thuận lợi. Người đi làm hưởng lương thì được cấp trên cất nhắc, trọng dụng. Những người làm ăn kinh doanh ấy, thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thần tài ban lộc mà được lộc trời ban, hàng nhập về đến đâu thì bán hết đến đó, công việc thì thuận buồm xuôi gió, không phải lo nghĩ đến cái chuyện thừa hàng hay là tồn kho. Đối với chuyện tình cảm vốn dĩ các bạn cũng là những người trung thủy nhưng mà chưa được may mắn trên con đường tình duyên. Vậy thì chỉ cần bước sang năm 2024 ấy, thì những ai đang trong cảnh chăn đơn với chiếc sẽ có khả năng cao sẽ tìm được cái hạnh phúc thật sự của đời mình. À thưa quý vị, vậy thì trong năm 2024 năm giáp thìn thì con giáp nào sẽ là con giáp được vận quý nhân giúp đỡ và tăng cường được cái may mắn tài lộc một bước đổi đời giàu có. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, kính thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong năm 2024 năm giáp thìn ấy, thì đó chính là những người tuổi dậu. À, những gia chủ tuổi dậu được cục diện là thìn dậu nhị hợp, được thái tuế tương trợ giúp đỡ. Nói chung ấy, trong hai năm 2023 ấy, thì cái vận khí của những người tuổi dậu đang bị đi xuống, gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Đúng không? Nếu như các bạn đang gặp khó khăn thì trong năm 2024 tới đây ấy, thì cái cơ hội mở ra với các bạn sẽ được gì hanh thông và thuận lợi do được quý nhân nhị hợp nó tương trợ giúp đỡ con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi dậu sẽ có nhiều cái bước tiến triển rõ rệt trong năm 2024 ấy. một phần là nhờ có nhiều cát tinh phù trợ một phần là gì do chính bạn luôn cố gắng nỗ lực chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua đúng không ạ cục diện nhị hợp nó cho thấy các bạn luôn kiên trì và giữ được đầu óc tỉnh táo phản ứng nhanh nhẹn nên thường đưa ra được những quyết định sáng suốt một cách nhanh chóng lạ kỳ và được quý nhân tương trợ giúp đỡ Vậy nên các bạn sẽ nắm được những cơ hội, nắm được những thời cơ và là người dẫn đầu cái xu thế nào đó Trong năm 2024 ấy, thì nói chung ấy, những dự định của các bạn cũng được gì hoàn thành một cách là nhanh chóng và hay thông khi mà tiến hành trong năm này Thưa quý vị, quý vị biết đấy, những người tuổi dậu sẽ bao gồm có 5 tuổi đúng không ạ? Đầu tiên là gì? Đinh dậu là 1957. Kỷ dậu là 1969. Đấy, Tân dậu là 1981. Quý dậu là 1993. Và uh, Ất dậu là gì? 2005 hoặc là 1945. Và 2005. Đó, đó là năm con giáp tuổi Dậu. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xét xem là gì? Trong năm tuổi này thì tuổi nào sẽ là tuổi may mắn nhất? Đúng không ạ? Thì quý vị đã biết đấy, những người tuổi Dậu hay còn được gọi là tuổi con gà ấy, là con giáp đứng thứ 10 trong hệ thống tử vi học phương Đông. Người tuổi dậu là những người sôi nổi, có ngoại hình nổi bật, khá thu hút và ăn chắc mặc bền. Tuổi dậu thì tượng trưng cho cái sự tự tin, cho cái sự kiêu hãnh và cho cái sự tích cực đó. Một số người tuổi dậu thì mang cái cá tính mạnh mẽ, bí ẩn và lặng lẽ. Một số khác lại gì mang tính là khá tích cực và hoạt bát. Họ là một trong những người mà có gì? Có hai phần tính cách, một mặt là họ có nét quyến rũ và tốt bụng, mặt khác lại khá là lạnh đùng. Những người tuổi dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ, trung thành và đáng tin cậy. Với cái tính cách trung thực và thẳng thắn, đôi khi họ thì không để ý đến cái cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương đến những người khác. đấy. Họ là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì với những ai mà không theo đuổi được cái nhịp độ của họ. Những người tuổi dậu lại là những người mà rất phức tạp và có đôi chút là gì? Phủ phiếm. Đó. Bên cạnh đó, quý vị để ý, những người tuổi dậu là những người có tướng mạo thu hút người khác bởi cái sự tháo phát nhanh nhẹ, nhẹ và thể hiện hết cái khí chất cái tính cách đặc biệt của mình đó nam giới thì là những người mạnh mẽ kiên cường tuấn tú và họ luôn tự hào về cái gì cái tướng mạo của bản thân muốn thể hiện với mọi người xung quanh đó và trong năm 2024 ấy, thì chúng ta biết cùng xét xem là gì những con giáp nào tuổi dậu là những con giáp may mắn nhất đúng không ạ thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi đinh dậu sinh năm 1957 đinh dậu 1957 thì Đinh Dậu 1957 là có hành là thuộc gì? thuộc hỏa đúng không ạ những người uh, tuổi 1957 Đinh Dậu ấy, thì năm trong năm 2024 có thể nói là một năm khá là bình yên đối với những người tuổi Đinh Dậu mọi mặt trong cuộc sống của bản mệnh thì đều ổn định không phải đối diện với cái sóng to do lớn nào trong cái năm nay nhiều người ở độ tuổi này ấy, thì đã nghỉ hưu nên là cũng không phải quá lo lắng nhiều đến cái công việc thậm chí nhờ vào cái vốn kiến thức và cái kinh nghiệm tích lũy lâu năm của những gia chủ tuổi Đinh Dậu ấy cũng sẽ giúp đỡ cho những người khác, đặc biệt là cho lớp trẻ là được gì, được tương trợ giúp đỡ và có được cái công việc hanh thông thuận lợi và trở thành quý nhân của những người tuổi trẻ đó. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi đinh dậu trong thời gian này cũng không có cái biến động gì quá lớn. Gia chủ vẫn đang duy trì được cái mức sống ổn định và có của ăn của đẻ, không phải suy tính quá nhiều trước sau như trước nữa. À, tuy nhiên À, khi cầm tiền trong tay ấy, thì gia chủ cũng nên có phương hướng gửi tiết kiệm hoặc là gì giữ cho thật kỹ đừng có để kẻ xấu lừa gạt mất mà cái bao năm công sức của mình đã à, đã, đã đã tiết kiệm ấy kẻ lại đổ sông đổ bé đúng không ạ vậy nên là gì trong thời gian này ấy, thì hầu hết những người tuổi đinh dậu đã về hưu và thường là hưởng cái cuộc sống an nhàn bên con cháu cái vấn đề tiền bạc không phải là quá lo nữa còn về sức khỏe trong năm nay thì cũng được cục diện là gì thổ kim tương sinh Vậy nên sức khỏe của những người tuổi đinh dậu nhé, sinh năm 1957 cũng khá là tốt, gia đạo thì hài hòa và gì được một năm bình yên và may mắn. Đó là những người tuổi đinh dậu. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, đó ạ, kỷ dậu sinh năm 1969. Thì với những người kỷ dậu sinh năm 1969 ấy thì nói chung ấy trải qua một năm 2024 là giáp thìn với nhiều cái điều may mắn đó có những cái biến động nó đến với quý vị nhưng mà ấy, những người tuổi đinh người kỷ dậu ấy sẽ có cách xử lý nói năng điểm đạm nên là tạo dựng được cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh tránh được những cái tranh chấp những cái mâu thuẫn những cái thị phi không đáng có đó trên phương diện sự nghiệp thì phát triển ổn định à, nói chung lại gia chủ là người giàu kinh nghiệm nên đưa ra được nhiều cái quyết định chính xác giúp cho cái tập thể nói chung là gì được gì được ban lãnh đạo được yêu quý và được mọi người tôn trọng nể phục đó nói chung ấy vấn đề tài chính của những người tuổi kỷ dậu ấy cũng phát triển rực rỡ khi mà những người tuổi kỷ dậu trong năm nay sẽ liên tiếp nhận được những khoản thưởng nóng từ đầu cuối năm 2023 đến bước sang năm 2024 thì những khoản đầu tư lại sinh lời sinh lãi nên là gì quý vị sẽ gì hoan hỉ mà tận hưởng cái lộc đến trong năm 2024 bản mệnh kiếm tiền thì dựa vào cái công sức của mình nên là có thể yên tâm mà hưởng thụ và không lo bị ai chiếm đoạt cả à, tuy nhiên trong gia đình năm nay thì quý vị cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến cái nửa kia và đến con cái nhiều hơn chớ thì đưa ra những cái áp đặt những ý kiến với người khác trước khi ra lệnh cho ai đó thì hãy đặt mình vào vị trí của người thân như vậy thì cái bầu không khí nó sẽ trở nên hòa thuận và êm đẹp hơn và để gia tăng cái may mắn cái tài lộc cho mình ý, thì những người tuổi kỷ dậu 1969 ấy quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi kỳ dậu sinh năm 1969. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tuổi đinh dậu, à, tuổi tân dậu sinh năm 1981. Tân dậu 1981 là cũng nghệ thuộc mộc đúng không ạ? Những người sinh năm 1981 thì trong thời gian này hãy cố gắng hết sức trong mọi việc. Như vậy thì công sức của các bạn sẽ không bị uổng phí, không bị đổ sông đổ bể. Trên phương diện của sự nghiệp ấy, thì các bạn đừng ngại đổi mới bản thân và học hỏi thêm những kiến thức mới, những kỹ năng mới có thể trong quá trình đó thì gia chủ sẽ khám phá được thêm nhiều cái điểm mạnh của bản thân, tìm ra cái hướng đi mới cho công việc, tình hình tài chính do được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là các bạn sẽ hoàn thành tốt cái những nhiệm vụ được giao và sẽ không thiếu những khoản lương, khoản thưởng nóng và những cái món tiền hời đến với các bạn. Với những người làm ăn kinh doanh với những người buôn bán ấy, thì cũng được quý nhân phù trợ giúp đỡ nên là quý vị cũng đã khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường từ đó sẽ kiếm được một khoản tiền bội thu tăng tiến về tay. Nếu có tiền trong tay thì gia chủ cũng nên suy nghĩ mở rộng cái thị trường đầu tư vào một vài cái lĩnh vực mới nào đó trong năm nay cũng rất là có lợi. Bên cạnh đó, do được cùng diện là thiền rộng nhị hợp và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là cái mối quan hệ vợ chồng nó cũng thiên về cái tỉnh bình ổn đúng không ạ? Các bạn nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến những người thân của mình, đừng dành hết thời gian tâm huyết cho cái sự nghiệp mỗi ngày dù bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên trò chuyện và giúp đỡ những người những người xung quanh ấy, đặc biệt là những người thân của mình cái việc đó nó có tác dụng gắn kết tình cảm của của gia chủ đúng không ạ vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Tân Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xíu để tương trợ giúp đỡ để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tiếp theo con giáp thứ tư đúng không ạ? Con giáp thứ tư chúng ta xét là những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, thứ ba là 1981, thứ tư là 1993. Đấy. Thì với những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 ấy, thì đây là một năm khá thuận lợi để phát triển cái sự nghiệp của mình. Đấy, đặc biệt là vấn đề về tài chính được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên là gì? Dù vẫn còn trẻ, nhưng mà các bạn gì đã cống hiến lao động hết mình, cái sự cố gắng của các bạn cũng sẽ được ghi nhận và mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến trong cái tương lai. Vì thế nên những gia chủ tuổi quý dậu ấy cũng đừng ngại thể hiện quan điểm, đừng ngại thể hiện cái ý kiến của mình trong tập thể. Nhiều khả năng thì gia chủ sẽ nhận được cái sự ủng hộ của mọi người. Thêm vào đó, đừng ngại thử thách bản thân ở những cái lĩnh vực mới. Dù thành công hay là thất bại, thì các bạn cũng sẽ học thêm được nhiều cái bài học vô cùng là quý giá. Cái việc kiếm tiền trong năm ấy thì được cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ, được thần tài ghé thăm nên là cái việc kiếm tiền của quý vị cũng khá là thuận lợi. Dù có thể các bạn chưa thu được một khoản lợi lãi dư giả như dự kiến nhưng mà các bạn vẫn còn trẻ, vì thế hãy chăm chỉ học thêm những cái kiến thức mới từ sách vở hoặc là từ những người đi trước. Như vậy thì các bạn sẽ tránh được nhiều cái nguy cơ và nhận được nhiều cái cơ hội trong thời gian này. Bên cạnh đó, trên phương diện tình cảm thì trong thời gian này thì những người đã lập gia đình cần phải chung thủy với nửa kia của mình, đừng vì một chút ham vui mà đánh mất cái hạnh phúc đang có. Những người độc thân thì nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm, đừng để lỡ mất cái mối lương duyên tốt đẹp. Đó. Nói chung trong năm ấy, thì một số người sẽ đón tin vui về chuyện con cái và gì? Chuyện gì? Chuyện hi, 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 chuyện cưới hỏi. Đó. Vậy nên để gia tăng cái thêm cái may mắn và bảo vệ hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi quý dậu 1993 quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những gia chủ tuổi Tân Dậu, à tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Đó. Những người sinh năm 2005 là có ngũ hành thuộc Thủy. Nói chung các bạn trẻ sinh năm 2005 ấy thì không gặp phải nhiều khó khăn trong năm 2024. Vì vậy, các em hãy tự tin làm những cái điều mà mình cho là đúng. Va vấp trên đường đời không phải là nói chung là cũng khó tránh khỏi. Nhưng mà cũng nhờ thế mà các bạn ấy có bản lĩnh hơn, đó, và trưởng thành hơn À, hãy dành nhiều thời gian cho việc học hành và công việc đúng không ạ không hạn chế bất kỳ cái lĩnh vực nào à, nói chung ấy những người tuổi ý, ất dậu ấy sẽ tiếp thu được thêm nhiều kiến thức hữu ích áp dụng cho cái tương lai sau này đồng thời nếu có cơ hội thì cũng đừng từ chối những cái công việc làm thêm dù có thể phải gặp nhiều cái áp lực vất vả một chút nhưng mà cũng rèn luyện được cái ý chí và cái kỹ năng của mình đó nói chung với tình hình tài chính của những người tuổi ý, ất dậu thì cũng ở mức ổn định đa số mọi người vẫn phụ thuộc vào cái sự trợ cấp của gia đình, à, vậy nên hãy có cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, chứ không đu đuổi chạy theo cái xu thế của thị trường hoặc là chạy theo cái bạn bè, kẻ một lúc là cháy túi lúc nào không biết. Đó. Muốn cải thiện cái thu nhập vậy thì gia chủ có thể đi làm thêm hoặc là kinh doanh quy mô nhỏ. Đó. Phương diện tình cảm của những người tuổi ất dậu thì cũng không nên ngây thơ tin theo những lời ngon tiếng ngọt của những người khác hoặc là có ý định bắt cá hai tay. Nếu các bạn quá ngây thơ hoặc là không nghiêm túc trong cái chuyện tình cảm ấy thì rất dễ phải chịu cái tổn thương hoặc là làm người khác phải phải đau lòng phải đau thương đó đó vì thế mà để gia tăng thêm cái may mắn thì những người tuổi ất dậu 2005 ấy quý vị cũng ai luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để trợ may ngộ thân đó là năm con giáp đúng không ạ may mắn nhất à thưa quý vị như vậy là gì với những người tuổi dậu ấy, thì chúng ta xét cái độ may mắn như sau đầu tiên là gì chúng ta biết năm 2024 là năm giáp thìn cũng ngày tuổi hỏa hỏa sinh thổ vậy nên những người tuổi 1969 sẽ là con giáp may mắn đầu tiên Thứ hai là hỏa tí hòa với hỏa thì con giáp may mắn thứ hai sẽ là những người tuổi đinh dậu 1957. Và con giáp may mắn thứ ba thì sẽ là gì? Những người 2005 đúng không ạ? Thứ ba. Con giáp may mắn thứ tư đó là những người 1981 là tuổi là tuổi Tân Dậu và con giáp may mắn thứ năm là những người tuổi 1993 là tuổi Quý Dậu. Đây là năm con giáp được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đó. Tiếp theo, con giáp được quý nhân tương trợ giúp đỡ thứ hai mà chúng ta không thể không kể đến đó chính là những gia chủ tuổi tuổi thân những người tuổi thân ấy sẽ gặp được khá nhiều cái may mắn trên vận trình sự nghiệp cũng như là về tiền bạc vào năm 2024 năm Giáp Thìn do được quý nhân tương trợ giúp đỡ lại được các cắt cắt tinh tam hợp nó phù trợ. Đó. Con dâm này hãy tin rằng chỉ cần mình nghiêm túc làm việc bỏ công bỏ sức ra thì chắc chắn sẽ thu được những kết quả xứng đáng. Đó. Cái cục diện tam hợp thân tí thìn nó tương trợ giúp đỡ nó xuất hiện là cái dấu hiệu cho thấy trong năm 2024 ấy, bản mệnh sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên đi đến đâu ấy cũng được người khác giúp đỡ Thậm chí các bạn còn được cấp trên hoặc là quý nhân giới thiệu cho những cái cơ hội việc làm vô cùng quý giá Hoặc những cái cơ hội để quý vị có thể là gì, gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc Đó. Cũng như là gì cũng được bồi dưỡng những kiến thức để áp dụng vào công việc sau này à, Thưa quý vị à, Những người tuổi thân thì chúng ta sẽ có 5 tuổi đúng không ạ à, Chúng ta có tuổi bính thân là 1956 Đó. À, Mậu thân là 1968 Canh thân là 1980 Nhâm thân là 1992 Và cuối cùng là uh, Rất thân là 2004 2004 Đó đây là năm tuổi thân vậy chúng ta sẽ cùng xét xem là trong những người tuổi thân này thì tuổi thân nào là tuổi thân may mắn nhất đúng không ạ chúng ta biết những người tuổi thân là những người có sự nhanh trí tính tình thì bộc trực hòa đồng và rất nhiệt tình trong cái cuộc sống họ cũng rất dễ thích nghi với mọi sự thay đổi trong hoàn cảnh sống à, những người tuổi thân thì có lòng tự trọng cao bởi vậy họ cũng cần người bạn đời của mình có sự tế nhị thoải mái khi mà hai người ở bên nhau Tuy vậy, những người tuổi thân lại là những người kiên trì trong tình yêu Họ sẵn sàng đồng hành cùng với những người mình thương yêu Dù có nhiều khó khăn đi chăng nữa Càng thử thách thì họ lại càng kiên cường và muốn nắm tay người ấy đến cuối cuộc đời Mặc dù tình yêu dành cho bạn bạn đời của mình ý, bền chặt Nhưng mà cái mối quan hệ vợ chồng lại dễ rơi vào những cái cảnh căng thẳng đó Nói chung với những người tuổi thân ấy, thì nó có tính cạnh tranh mạnh và tràn đầy cái năng lượng nếu mà không tỉnh táo sẽ rất rơi về vào, vào cái gì những cái phân định sai lầm. Đồng thời cảm giác thiếu an toàn khiến cho gì những người tuổi thân dễ xúc động. Cái điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến cái quá trình là gì tìm hiểu cũng như là gì quá trình công việc nó được khó khăn. Đó. Và trong năm 2024 thì mọi vấn đề được giải quyết khi mà những người tuổi thân ấy đều được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vận chỉ thế hanh thông công việc thì thăng tiến. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé, mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Thì trong những người tuổi thân ấy, thì chúng ta cùng xét xem con giáp nào là con giáp may mắn nhất, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi bính thân sinh năm 1956, đúng ạ? Thì trong năm 2024 ấy, thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy có thể thấy rằng đây là một cái năm khá bình yên với những người sinh năm 1956 tuổi Bính Thân. Thời điểm này thì đa số các bác tuổi Bính Thân ấy thì đã nghỉ hưu rồi, không cần phải lo lắng quá nhiều đến cái sự nghiệp đến cái tài chính. Đó. Và cái sự nghiệp tài chính cũng đã vững vàng do thời trẻ các bác đã công hiến nỗ lực và bây giờ một số người cũng có những khoản lương hưu hậu hĩnh và hoàn toàn là yên tâm để tận hưởng cái tuổi già bên con cháu, bên những người mà mình thương yêu nhất. Vậy nên trong thời gian này, những người tuổi Bính Thân hãy luôn giữ những cái suy nghĩ lạc quan vui vẻ và sống chan hòa với mọi người xung quanh bản mệnh sẽ cảm nhận được rất nhiều cái niềm vui dù có mâu thuẫn tranh chấp xảy ra ấy, thì tốt nhất quý vị nên là gì dĩ hòa vi quý chứ đừng để cái chuyện bé nó xảy ra to khiến cho bản thân trở nên mệt mỏi và tiêu cực nếu có tiền trong túi thì bản mệnh cũng nên chi tiêu tiết kiệm và chớ nên nghe theo những lời rủ dê hay là những lời lôi kéo của đối tượng không quen biết nếu quá ngây thơ ấy, thì gia chủ có thể rơi vào cái bẫy của kẻ xấu và dễ mất tiền như chơi đa số những người tuổi này vẫn giữ được cái sức khỏe tốt do là cục diện là gì thổ kim tương sinh thìn thổ sinh cho thân kim do có nhiều thời gian rảnh quý vị hãy gì rèn luyện cho mình một cái lối sống khoa học ăn uống nghỉ ngơi điều độ chớ nên là làm việc quá sức hay là suy nghĩ quá nhiều đó và để gia tăng thêm cái vận trình của mình ý, gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi bính thân thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tế thìn để được quý nhân tam hợp tương trợ giúp đỡ giúp vận trình năm nó được thuận lợi may mắn và thành công hơn nữa đó Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi thân nhé. Tiếp theo tuổi thứ hai chúng ta xét đó là tuổi mậu thân, những người sinh năm 1900, đúng không ạ? số 8 mậu thân. À, kính thưa quý vị, nói chung ấy trong năm 2024 nó giáp thìn thì những người tuổi mậu thân cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là công việc cũng sẽ hanh thông thuận lợi, những người tuổi bộ thân cũng không phải gặp phải cái vấn đề gì quá lớn lao trong năm này. Mọi việc đã đi vào guồng và tiến triển đều đặn, giúp bản mệnh tránh được nhiều cái mỗi bận tâm, nhiều cái sự lo âu. Thậm chí, gia chủ còn có nhiều thời gian để quan tâm nghĩ đến cái sức khỏe và những người mình thương yêu nhất. Phương diện sự nghiệp thì nhìn chung là ổn định. Gia chủ là những người có kinh nghiệm phong phú nên có thể được đưa ra nhiều cái đóng góp quý giá cho tập thể, hướng dẫn những người trẻ tuổi xung quanh mình Năm nay thì bản mệnh có cơ hội khẳng định cái vị thế của bản thân và được sự tôn trọng của mọi người, kính phục từ bạn bè, từ đồng nghiệp. Đó. Về tình hình tài chính của những người tuổi mậu thân sinh năm 1968 ấy, thì do được thần tài độ mệnh và quý nhân tương trợ giúp đỡ nên đây sẽ là một cái năm ấy có dấu hiệu tăng tiến nhờ những khoản thăng chức tăng lương hoặc là nhờ những cái quyết sách đúng đắn trong cái lĩnh vực đầu tư của mình. Gia chủ không còn phải quá bôn ba, không còn phải quá vất vả mà vẫn thu tiền về ào ào về túi. Cái mối quan hệ vợ chồng trong thời gian này nhìn chung ấy cũng bình ổn. Khi mà những người tuổi mẫu thân ấy biết hạ cái tôi của mình xuống và đặt mình vào cái vị trí của người khác. Tuy nhiên, quý vị hãy cảnh giác trước nguy cơ của kẻ thứ ba xuất hiện bằng cách giữ khoảng cách phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là với những người khác giới. Đó, để tránh cái tình trạng là tan nát hạnh phúc gia đình. Đó. Vì thế, để gia tăng cái may mắn và tài lộc thì những người tuổi mẫu thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh mẫu thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tác hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mậu thân sinh năm 1968. Tiếp theo tuổi thân thứ ba chúng ta xét đó là tuổi canh thân sinh năm 1980. À, kính thưa quý vị, thần tài tương trợ quý nhân hỗ trợ giúp đỡ. Vậy nên năm 2024 ý, là một năm được nhận định riêng với những người tuổi canh thân sinh năm 1980 ý, quý vị cần luôn giữ cái tinh thần kiên nhẫn, kiên trì và quyết tâm thì sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ trong năm nay. Trên thực tế, năm nay thì có nhiều cái cơ hội nó xuất hiện và được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nhưng mà các bạn vẫn cần phải chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực để sẵn sàng tiến về phía trước. Trong thời gian này thì những người làm công ăn lương dễ được giới thiệu cho những cái cơ hội học tập, bồi dưỡng, chuyên môn. Đấy. Quý vị đừng ngại vất vả một thời gian vì công lao của những người tuổi canh thân ấy cũng sẽ được đền đáp xứng đáng trong cái năm 2024 đó rất thế này. Khi mà trở thành những người có chuyên môn vững vàng, kỹ năng đầy đủ thì các bạn làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn, thậm chí đây cũng là cái điều kiện cần có để các bạn gì tăng cường cái sự nghiệp, tăng cường cái sự may mắn cho mình. Trong thời gian này thì những người tuổi canh thân sinh năm 1980 ấy nói chung ấy cũng khá là may mắn kiếm khoản tiền về đầy túi. Do được quý nhân thương trợ giúp đỡ. Mặc dù ấy các bạn khá vất vả và có nhiều cái áp lực Nhưng mà ấy, cái thời điểm này là cái thời điểm thích hợp để quý vị mở rộng quy mô kinh doanh làm ăn Tất nhiên ấy, quá trình thực hiện nó sẽ gì khó tránh khỏi những cạnh tranh, khó tránh khỏi những cái suy nghĩ Nhưng mà nếu quý vị nghĩ theo cái chiều hướng tích cực thì đó là cái động lực để các bạn tiến về phía trước à, Bên cạnh đó, cái quan hệ vợ chồng của những người tuổi canh thân ấy, thì nhìn chung là khá ổn định khi mà hai người cũng biết đặt mình vào cái vị trí của đối phương Và cân nhắc cái vấn đề thận trọng hơn Các bạn cũng dành thêm nhiều thời gian cho con cái Và nói chung ấy, gia đình thì hòa thuận Con cái thì ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi đó Vì thế để gia tăng thêm cái vận thế của mình Tăng cường cái may mắn Thì những người tuổi canh thân hãy luôn nhớ Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân tí thìn để được trợ mệnh của thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tuổi nhâm thân sinh năm 1992 là tuổi thứ tư đúng không ạ? À, kính thưa quý vị, nói chung ấy, năm 2024 là một cái năm cực kỳ hanh thông do được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi nhâm thân có thể là gì? Nhận được những cái sự giúp đỡ của quý nhân khiến cho cái sự nghiệp nó được phát đạt, phát triển mạnh mẽ. Dù làm việc ở lĩnh vực nào đi chăng nữa thì các bạn cũng đừng ngại nêu lên cái quan điểm, cái ý kiến của mình. Có thể những cái quan điểm của các bạn sẽ được cấp trên ghi nhận. Đó giúp tập thể đạt được những cái bước tiến triển mới, phát triển hơn trong tương lai. À trong năm ấy thì cái chuyện làm ăn kinh doanh có thể là tiến hành vào cái thời điểm này, nhưng mà ấy, cũng không cần phải quá vội vã. Các bạn vẫn cần phải nắm rõ cái tình hình thực tế cũng như là gì, cái thực lực của bản thân trước khi mà tiến hành bất kỳ cái công việc gì. Như vậy thì mới tránh được những cái tình trạng là đi đường vòng và tránh được những cái tổn thất không đáng có. À bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi nhâm thân sinh năm 1992, ấy, đặc biệt những người độc thân ấy, thì có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho những cái đối tượng để triển vọng. Quý vị hãy cởi mở, mở lòng mình ra trò chuyện với mọi người. Biết đâu các bạn sẽ tìm được một người tâm đầu ý hợp nào đó. Còn với các cặp đôi thì nếu mà tình cảm đã chín mùi rồi ấy, thì hai người nên để tính đến cái chuyện là xa hơn nữa. Đừng có chần chừ, đừng do dự mà bỏ lỡ mất cái cơ hội tốt đến với mình. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi nhâm thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì nó sẽ tương trợ giúp đỡ giúp quý vị mang lại được cái may mắn tài lộc trong năm 2024. Đó. Đó là những người tuổi nhâm thân. Và cuối cùng chúng ta xét đó là những người tuổi giáp thân sinh năm 2004 đúng không ạ? Giáp thân 2004. À, thưa quý vị, Nói chung ý, bước sang năm 2024 ấy, thì những người tuổi giáp thân sinh năm 2004 ấy, sẽ tiếp xúc với nhiều cái điều kiện mới mẻ và bổ ích trong cuộc sống. Các bạn cũng sẽ học hỏi thêm được nhiều cái điều hay, làm phong phú thêm cái vốn kinh nghiệm thực tế đã của của chính mình đúng không ạ? Nói chung ý, ở cái tuổi này thì quý vị hãy nên học tập chăm chỉ và tự tin vào cái vốn kiến thức của bản thân. Đừng có lười biếng hoặc là ngại ngần mà bỏ qua những cái cơ hội học tập, bồi dưỡng kỹ năng và những cái cơ hội việc làm đáng quý. Đó các bạn càng quyết tâm càng chăm chỉ thì càng tiến nhanh hơn so với bạn bè đồng trang lứa sớm ngày sẽ gặt hái được những cái thành công bên cạnh đó trong năm nay thì tình hình tài chính kinh tế của những người tuổi giáp thân tương đối là ổn định đa số là mọi người là học sinh sinh viên nên là vẫn phụ thuộc nhiều vào gia đình một số người thì cũng đã có cái sự nghiệp riêng của mình ấy. nhưng mà cũng cần phải có cách chi tiêu một cách hợp lý nếu muốn cải thiện cái mức sống của mình thì có thể là gì tìm đến công việc làm thêm dù phải hơi vất vả một chút nhưng đó cũng là gì vừa kiếm được tiền lại vừa có thêm cái kỹ năng vừa có thêm cái kinh nghiệm đáng quý để phục vụ cho tương lai ở trong thời gian này những người tuổi giáp thân mà còn độc thân ấy, thì hãy mở lòng đón nhận cái tình cảm của những người khác giới dành cho mình nói chung trong năm ấy thì các bạn sẽ thu hút được khá nhiều cái đối tượng khác giới nhờ cái tính cách vui vẻ lạc quan vì thế hãy lắng nghe cái che tim của mình và đừng quên dùng cái lý trí để đánh giá các bạn sẽ tìm ra cho mình những người chân thành nhất đó và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi giáp thân sinh năm 2004 ấy, quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh của thân. Đó. Và trong năm con giáp này, trong năm người tuổi thân thì tuổi nào sẽ là tuổi may mắn nhất? Chúng ta cùng xét nhé. Chúng ta biết năm 2024 ngũ là hỏa, hỏa sinh thổ đúng không ạ? Vậy nên các bác tuổi 1968 tuổi mẫu thân sẽ là con giáp may mắn số 1 đúng không ạ? Tiếp theo là 1956 bính thân là thuộc hỏa là con giáp may mắn thứ hai. Tuổi thứ ba là 19 à 2004 là tuổi giáp thân đúng không ạ là thủy thủy là khắc hóa là tài tinh tiếp theo là tuổi canh thân sinh năm 1980 là tuổi may mắn thứ tư và tuổi thứ năm là 1992 bị hỏa kim tương khắc vậy nên là gì những người tuổi nhâm thân ấy, mặc dù là được quý nhân tương trợ giúp đỡ nhưng mà nó cũng gặp nhiều cái trắc trở đấy thì quý vị cũng cần phải là gì đề phòng nhé và con giáp may mắn được quý nhân tương trợ thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi tý những người tuổi tý đúng không ạ à, thưa quý vị nói chung ấy, bước sang năm 2024 nó giáp thìn thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ và được thần tài ban lộc thoát khỏi cái năm 2023 năm quý mão đúng không ạ nói chung ấy nó xua tan đi những cái điều xui xẻo xua tan đi những vận xui và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi tý trong năm 2024 cái tình trạng xa sút của năm 2023 ấy đã bớt đi nhiều cái vận khí của bản mệnh đã thực sự là thăng hoa đó và được coi là khá là ổn định khá là tốt lành trong năm 2024 không có cái khó khăn chắc trở nào khiến cho những người tuổi Tý phải phiền lòng bận tâm. À, nhưng mà ấy, quý vị cũng cần phải chú ý, chú trọng về nâng cao bản thân mình lên, nâng cao cái năng lực bản thân, cân bằng giữa cuộc sống và công việc thì mới có thể cải thiện được cái vận trình và giúp cho năm 2024 nó được tốt lên trông thấy. Đó. Bên cạnh đó lại được quý nhân tam hợp tương trợ giúp đỡ che chở nên có thể xóa đi cái phần nào của cái tam tai nó xảy ra. Dù vậy những người tuổi Tý vẫn nên thận trọng à, Các bạn không nên chủ quan trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống Để giữ cái may mắn luôn ở bên cạnh mình à, Thưa quý vị, những người tuổi tí chúng ta biết ấy, Nó sẽ có 5 tuổi đúng không ạ? Giáp tí 19, giáp Tý 1984 đúng không ạ? Bây giờ đây, ghi đây luôn à, Tuổi tí sẽ có 5 tuổi đây 1984 là giáp tí này Đó, 19 1996 là bình tí đúng không ạ? À, 19 1996 là bình tí này Mẫu tí là 19 à, 2008 2008 anh tí là 1960 và nhâm tí là 1972. Đó. Đó là năm tuổi tí. Đấy. Vậy thì trong năm tuổi này tuổi nào sẽ là tuổi may mắn nhất? Thì quý vị biết đấy, những người tuổi tí là biểu tượng của sự thông minh giàu có và tượng trưng cho cái ý chí và cái lòng dũng cảm. Những người tuổi tí thì có thể gì? Tích lũy cho mình một cái lượng lương thực thực phẩm, tức là tích lũy tiền bạc tài chính ấy, rất lớn. Họ là những người nhanh nhẹn mưu trí, đó. Bên cạnh đó Uh, họ là những người mà giỏi ngoại giao, chăm chỉ và là những người tiết kiệm. Là con giáp đứng đầu nên là thường là những người tiên phong dẫn đầu trong công việc và những người tuổi tí là những người có tài lãnh đạo và luôn đóng góp cái ý kiến sáng tạo, ý tưởng độc đáo khi mà gì làm việc trong một cái tập thể nào đó. Họ sẵn sàng đối mặt với những cái khó khăn, những cái thử thách để đem lại những cái thành công và cái sự giàu có của mình trong tương lai. Bên cạnh đó, đôi khi họ lại tỏ vẻ là trầm lắng, ít lời, nghiêm túc nhưng trên thực tế thì lại rất dễ bị kích động. À, xong cũng có khả năng là kiềm 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 chế cái bản thân khá là tốt họ có trái tim sôi nổi vui vẻ lạc quan và dễ mến bên cạnh đó những người tuổi Tý trong năm nay cũng là những người giỏi giao tiếp thích kết bạn và thích hội hè thích gì tham gia những cái cuộc vui náo nhiệt đấy và họ là những người quý trọng cái mối quan hệ đã có vậy nên không hề ngạc nhiên khi mà họ có cái sức hấp dẫn lạ lùng đó và uh, những người tuổi Tý là những người được mọi người yêu mến được đánh giá cao đấy ở trong năm 2024 thì những người tuổi Tý vẫn tỏ ra là gì? Làm việc chăm chỉ và sống tiết kiệm. Họ là những người lười ghét những sự hoang phí và không cho ai bất cứ cái gì trừ phi là gì? Họ rất là yêu quý. Đó. Và chúng ta cùng xét về từng tuổi Tý xem trong năm thì con giáp nào sẽ là con giáp may mắn nhất nhé. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về từ già đến trẻ đúng không ạ? Thì đầu tiên là tuổi gì? Canh tí 1960 trước. À, thưa quý vị, những người sinh năm 1960 tuổi canh tí thì đã ở độ tuổi lục tuần, hầu hết các bác đã về hưu rồi đúng không ạ? Một số bác còn vẫn còn đi làm, đi làm, đi làm thêm đấy để kiếm thêm cái thu nhập cũng như là để tăng cường cái sức khỏe của mình, để gì? Có cảm cảm giác là gì? Được cống hiến cho xã hội nhiều hơn. Ở à, cái độ tuổi này thì sức khỏe và tinh thần cũng nên được chú trọng hàng đầu. Nói chung trải qua 60 năm cuộc đời rồi, hơn 60 năm cuộc đời rồi, tâm ra là chả còn cái gì các bác chưa trải qua nữa, đúng không ạ? Vậy nên các bác cần phải là gì? Giữ cho mình một cái tinh thần vui tươi thoải mái khi mà tinh thần nó được vui vẻ rồi, thoải mái rồi, thì bản mệnh sẽ thấy cuộc sống nó ít phiền muộn, ít muộn phiền và cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về cái bệnh tật. À, nếu mà vẫn còn tham vọng theo đuổi công danh hay là tiền bạc ấy, thì gia chủ cũng nên chú ý đến cái việc giữ gìn sức khỏe. Đó, tiền bạc thì nhìn chung ấy có đồng ra đồng vào. À, một số bác thì cũng đã để tích lũy cho mình đủ, đủ cái khoản tiền do cái thời trẻ đã gì đã, đã 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 nỗ lực mà làm việc đó. Vậy nên cái khoản thuần lương hưu hoặc là tiền tiết kiệm trong cái tài khoản ấy của các bạn hoàn toàn là ổn định và không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Đấy. Ở trong năm nay thì với một số người vẫn còn đang kinh doanh buôn bán hay là đầu tư ấy thì cũng nên đi một cái lộ trình chắc chắn và lâu dài. Nếu không ấy rất dễ bị thua lỗ nặng nề. Thì ngoài ra ấy, quý vị hãy tránh tranh chấp tài chính với người khác và chú ý đến một số cái chi tiết khi mà ký kết hợp đồng thỏa thuận. Ở trong năm ấy thì gia đạo cũng bình yên, trưởng bối và họ bối thì gần gũi nhau. Nói chung là những người tuổi canh tý thì gì nên duy trì cái lối sống và cái tác phong mẫu mực để làm gương cho con cháu trong nhà bên cạnh đó ở cái tuổi này rồi thì cái sức khỏe là cái mối quan tâm hàng đầu nhưng mà quý vị yên tâm à, trong năm về sức khỏe thì quý vị chỉ nên chú ý những cái bệnh về cao huyết áp và đường huyết tốt nhất là nên cẩn thận và đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc là nếu có dấu hiệu bất thường còn trong cơ thể thì các bác cũng nên đi khám ngay nhé đó. và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì trong năm nay những người tuổi canh tí hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để cho mình hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi canh tí. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi thứ hai đó là các anh các chị tuổi nhâm tý sinh năm 1972 1972 là nhâm tý đúng không ạ 1972 nhâm tý à, thưa quý vị những người tuổi nhâm tý thì có ngũ hành là tăng đấu mộc đúng không ạ? Gặp được cái cục diện ngũ hành tương sinh khi bước sang năm 2024 nên hầu hết các phương diện đều được phát triển một cách tốt đẹp. Công danh hay là tài chính cũng đều có gì thể thực hiện hóa cái tham vọng của mình. Năm nay thì bản mệnh nên tăng cường cái kiến thức, cái chuyên môn, cái nghiệp vụ sẽ có lợi cho cái việc nâng cao cái năng lực kinh doanh của bản mệnh, càng dễ làm ăn phát đạt hơn. À, tuy nhiên, một vài cái hung tinh ngũ quỷ nó có thể là khiến cho các anh các chị tuổi nhâm tý phải gì vấp phải một số cái tranh chấp về tài chính hoặc là các dự án liên quan đến số tiền lớn nên là làm gì cũng phải cẩn thận nhé làm gì cũng phải có hóa đơn có chứng từ có bằng chứng rõ ràng thì lưu lại để tiện đối chứng về sau không nên làm qua loa mơ hồ nếu không rất dễ gặp họa về mặt sức khỏe thì những gia chủ tuổi nhâm tý bản mệnh nên chú ý đến những cái khó chịu về cái thể chất do là mệt mỏi đồng thời cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến các bệnh tật như là cảm cúm, cảm sốt. À, bình thường thì nên gì? Vận động nhiều, vận động nhiều để kích hoạt cái cơ, cái xương, cái khớp và tăng cường cái hệ miễn dịch. Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho những người tuổi nhâm tý thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngoài sử dụng. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến các bạn sinh năm 1984 tư là tuổi Giáp Tý đó đứng đầu trong 12 con giáp Giáp Tý à, Kính thưa quý vị với những người tuổi Giáp Tý trong năm 2024 ấy, thì có tham vọng khá là lớn tình hình này thì rất có lợi cho cái việc phát triển sự nghiệp còn có cơ hội được quý nhân giúp đỡ à, quý vị nên tìm cơ hội để thể hiện cái ưu điểm của mình à, Tuy nhiên các bạn vẫn cần phải chú ý tránh cái tâm lý quá khích hay là chủ quan các kế hoạch nếu mà không có tính toán cụ thể ấy, mà cứ vội vàng đâm đầu vào ấy, thì bản mệnh có thể là sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng hoặc là gì làm việc gì cũng đôi khi cũng gặp dở gian Mặc dù năm nay thu nhập chính hay là thu nhập phụ đều là gia tăng khá mạnh nhưng mà các bạn cũng không nên chạy theo cái xu hướng đầu tư một cách mù quáng cần phải tập trung các kế hoạch tài chính và giữ cái đầu óc thật tỉnh táo thì mới có thể tìm được một cái dự án kiếm tiền tốt. Về mặt sức khỏe ấy, thì các bạn trong thời gian này có thể trở nên có kỉnh nóng tính và dễ nổi nóng À, khi mà có việc không vừa ý đó, cái điều đó nó vừa không tốt cho các mối quan hệ lại vừa gây hại cho cơ thể các bạn cần phải học tính kiên nhẫn tĩnh tâm à, đi dạo uống trà hay là gì thi thoảng đến những cái khu tâm linh ý, để thả lỏng cơ thể thả lỏng tinh thần suy nghĩ một cách tích cực hơn cho cuộc sống đó vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và giúp cho những người tuổi giáp tý có được cuộc sống bình an may mắn như mong muốn và gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ý, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để trợ mệnh hộ thân. Đó là con giáp thứ ba tuổi Tý chúng ta xét. Tiếp theo, con giáp thứ tư mà chúng ta xét đó chính là những người tuổi những người tuổi Bính Tý, sinh năm 1996 đó. À, thưa quý vị, nói chung trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Bính Tý sẽ được dự đoán là sẽ có cái vận trình tương đối là suôn sẻ. Các mối quan hệ thì tốt đẹp, được đồng nghiệp và bạn bè ủng hộ. À, trong quá trình nỗ lực theo đuổi cái sự nghiệp của mình ấy, thì con giáp này cũng nói chung ấy cũng cần phải chú ý nhé, vì dễ bị kiệt sức do là phải có sức điều đó nó làm giảm cái khả năng tập trung ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc quý vị hãy nhớ mọi việc làm thì quý vị nên làm một cách chừng mực tự điều chỉnh bản thân một cách là hợp lý đó vận trình tài lộc thì trong năm cũng sẽ được phát triển rực rỡ tuy nó phát sinh một vài cái khoản chi tiêu nhưng mà với cái kế hoạch quản lý tiền bạc của mình ấy, thì những người tuổi bính tý cũng sẽ có một cái khoản tiền dùng dính trong năm 2024. Bên cạnh đó, về mặt sức khỏe thì vận động hợp lý cũng là một cách thư giãn tốt. Quý vị đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Nếu không ấy, nó sẽ trở thành cái gông cùm kìm hãm cái sự phát triển của, của, chính các bạn. Các bạn hãy cứ để mọi việc diễn ra một cách là tự nhiên nhé. À, thưa quý vị, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi bính tý cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ may ngôi thân. Tiếp theo con giáp thứ năm tuổi tý mà chúng ta sẽ đến đó là những người tuổi mậu tý sinh năm 2008. À, thưa quý vị, à, cái việc học hành của những người tuổi Mậu Tý sinh năm 2008 ấy thì cũng được dự đoán là có nhiều cái tiến bộ. Nói chung bản mệnh cũng có ý thức học tập, khả năng tiếp thu cũng được cải thiện rõ rệt trong năm nay. Đó. Nhất là được cục diện tăng học giúp đỡ, cha mẹ vẫn nên đồng hành và kiên nhẫn dạy dỗ để đảm bảo các cháu có được một cuộc sống may mắn và hạnh phúc. Vừa là gì? Vui vẻ học tập lại vừa là gì? Có được gì? Cái gia đình êm ấm hạnh phúc hơn. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là gì? Trong những người tuổi Tý thì chúng ta xem là tuổi nào là tuổi may mắn nhất nhá. Thì chúng ta xét về cái năm 2024 nó giáp thìn, giáp thìn của thuộc hỏa, hỏa sinh thổ. Vậy nên các bác tuổi 1960 canh tí sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Thứ hai là hỏa tì hòa với hỏa đúng không ạ? Vậy nên các bé sinh năm 2008 năm nay sẽ nhận được rất nhiều lì xì. Đó. Tiếp đến là những người 1996 là xếp thứ ba. Đó, rất là gì hỏa kim tương khắc khắc là tài tinh. Tài tinh năm nay là mạnh, tình cảm tuy gặp trắc trở một chút nhưng mà gì tiền tài thì không phải nghĩ. Tuổi may mắn thứ tư đó là tuổi gì? Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đó là được cục diện một hỏa tương sinh. Và tuổi nói chung là may mắn cuối cùng, may mắn cuối cùng đó là đứng thứ năm là những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, đó. À, thưa quý vị như vậy là gì? Tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp gặp được cái vận quý nhân tương trợ giúp đỡ trong cái năm 2024 nó giáp thìn giúp quý vị có cuộc sống đổi đời giàu có, hanh thông thuận lợi. Đó. Và ba con giáp gặp vận quý nhân, được quý nhân tương trợ giúp đỡ may mắn nhất trong năm 2024 ấy. đó là những tuổi sau. Một là tuổi Dậu. Bao gồm các tuổi là gì? Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993 và uh, Ất Dậu 2005 hoặc là 1945. Con giáp may mắn thứ hai đó là những người tuổi Thân, bao gồm các tuổi là gì? Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992 và giáp thân 2004. Con giáp may mắn thứ ba đó là những người tuổi tí Bao gồm tuổi là gì? Giáp tí 1984, Bính Tý 1986, Mậu Tý 2008, Canh tí 1960 và Nhâm Tý 1972. Đó là ba con giáp may mắn nhất được quý nhân tương trợ giúp đỡ, làm gì cũng giàu trong năm 2024 năm Giáp Thìn. À thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất gặp vận quý nhân trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn